Rabunzu, ta rất lo lắng cho nàng. Hôm qua là ngày trăng tròn, nàng có làm theo cách mà ta nói chưa? Hôm nay ta đến đây là còn có một chuyện rất quan trọng. Ta được biết nàng chính là công chúa Rabunzu đã bị phù thủy cô thơ bắt đi cách đây 18 năm. Có phải trên bả vai phải của nàng có một vết bớt hình ngôi sao năm cánh hay không? Sao chàng lại biết? Ta chưa từng nói với ai vì ta có vết bớt sau bả vai mà. Là chính cha mẹ của nàng đã nói ta nghe. Chuyện là như vậy. Để tìm hiểu về thân phận của nàng, ta đã tới vương quốc của nàng, xin gặp đức vua và hoàng hậu. Chính hoàng hậu đã kể rằng có một ngôi sao nhiệm màu đã cứu sống hai mẹ con nàng. Và từ khi sinh ra, trên bả vai phải của nàng đã có một vết bớt hình ngôi sao năm cánh. Thì ra ta là nàng công chúa bị bắt đi cách đây 18 năm. Rabunzu, ta tình nguyện sẽ dẫn nàng trở về quê hương của nàng, đoàn tụ cùng với cha mẹ. Hai người đang rất mong được ngày gặp lại nàng. Chỉ cần ra khỏi khu rừng này, binh lính của đức vua sẽ đợi sẵn để yểm trợ chúng ta. Cảm ơn Flynn, ta sẽ nhớ mãi ơn cứu giúp của chàng. Chúng ta mau đi thôi, nếu như để bà ta phát hiện ra, chúng ta sẽ khó thoát thân. Ừ, chàng hãy bám chặt vào tóc của ta. Đây là lần đầu tiên ta chạm vào những ngọn cỏ xanh thế này, điều mà trước kia ta chưa bao giờ làm được. Rồi nàng sẽ còn được chạm tay vào vô số những thứ đẹp đẽ ngoài kia nữa. Rabunzu à, nàng không còn bị giam lỏng trong tòa lâu đài này nữa đâu.